Camera ghi lại vật thể kỳ lạ bay lơ lửng như thể đang cho thám điều gì đó, khiến những chú chó sủa inh ỏi giữa đêm khuya. Kỳ nhông, kim tự tháp, xương động vật hay thậm chí là cả người ngoài hành tinh. Mặc dù không phải là lần đầu tiên người ta tìm thấy những vật thể lạ trên bề mặt người hàng xóm của trái đất, nhưng chúng vẫn khiến con người tò mò. Và bạn có tin những vật thể lạ này đến từ ngoài hành tinh hay không? Đây là một đoạn video từ camera an ninh ở Chicoloban. Đoạn phim đã được tải lên YouTube bởi Mosan TV. Trong video, ta cũng có thể thấy cảnh một bãi đất trống và hình ảnh ba chú chó đang sủa inh ỏi một vật thể nổi không xác định đang di chuyển về phía bên phải. Khi vật thể bay, trông xung quanh nó phát ra một luồng khói trắng và khi nó di chuyển ra phía đường có ánh đèn sáng thì mới biến mất. Không ai có thể biết vật thể bí ẩn đó là gì. Nó trông giống như một đốm màu vô định trôi trong không khí vậy. Ban đầu mọi người nghĩ rằng cảnh phim đã được chỉnh sửa video. Tuy nhiên thực tế là những chú chó đã sủa liên tục khi gặp vật thể này bay lơ lửng trên trời, dường như làm giả thuyết này không đúng. Một số bình luận suy đoán liệu vật thể đó có phải là người ngoài hành tinh trong tự nhiên hay không. Có lẽ là một nghề thủ công nào đó thu thập dữ liệu ở đây trên trái đất. Đó chắc chắn là một đoạn phim kỳ lạ. Và cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về vật thể kỳ lạ kia. Bạn có nghĩ đó là người ngoài hành tinh hay không? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn cho trùm tin bí ẩn biết với nha. Và đừng quên đồng hành cùng kênh để tiếp tục theo dõi những video bí ẩn trong cuộc sống nha. Xin chào.